Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã đến với channel của mình là Lộc Suzuki đây. Trong ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft sinh tồn phiên bản 1.14 nha các bạn. Và ở tập trước thì mình đã tìm được cái stronghold rồi. Và trong ngày hôm nay thì mình sẽ chế tạo thuốc để bắt đầu cái hành trình đi đánh rồng Ender nha. Rồi bây giờ mình sẽ cho những cái chai thuốc này vào cái dàn pha thuốc trước đã. Đây mình đã cho sẵn 3 chai vô trước rồi. Giờ mình sẽ cho thêm 3 chai ở đây và ở trên nữa. Nhưng mà mình hết chai mất tiêu rồi. Ở đây nè. Ồ, mình còn 24 chai luôn. Mình sẽ vô hết nước luôn nha. 3 chai và cho vô đây. Tiếp theo thì mình cần lấy thêm bột quy lửa, tại vì ở những phiên bản gần đây thì cần phải có bột quy lửa để làm chất đốt các bạn ơi. Và bột quy lửa thì mình có một ít ở bên cái kho thì phải. Ngoài ra thì mình cần phải chuẩn bị thêm một ít cái vật liệu để chế thuốc nữa. Ở đây mình sẽ lấy bột quy lửa nè, que quy lửa, bột đá phát sáng, rồi búa địa ngục, và cần thiết nhất là cái búa địa ngục nha các bạn. Mà chế bất cứ loại thuốc gì thì cũng cần búa địa ngục hết á. Ngoài ra thì mình cần phải lấy thêm mía đường này, rồi dưa hấu nữa, tại vì mình cần làm dưa hấu vàng nữa các bạn ơi. Đây mình có một ít cái mía đường rồi. Tiếp theo thì mình sẽ lấy dưa hấu ở đây đó. Và tre thì hổng rài chắc nó cũng hoạt động khá là tốt các bạn ơi. Và không biết tại sao thì bé lạc đà đã trèo lên cái thuyền và ngồi trên đây cũng khá là lâu rồi các bạn ơi. Mình nghĩ ngồi ở đây thì chắc bé cũng an toàn, chắc cũng không sao đâu. Và mặt trời cũng đã xuống núi rồi kìa. Bây giờ mình sẽ vào trong để bắt đầu chế thuốc nha. Để mình coi coi, đầu tiên thì mình cần thuốc sức mạnh các bạn ơi. Thuốc sức mạnh thì chắc mình sẽ cho bột quy lửa vào trước nha. Ok, chắc mình sẽ cho không, phải cho búa địa ngục vô trước nha các bạn. Nếu không thì nó sẽ làm sai đấy, không tạo ra thuốc sức mạnh được đâu. Và bây giờ thì mình cần lấy thêm redstone nữa để tăng cái thời gian của những lọ thuốc lên nha. Đây mình sẽ lấy một stack luôn, bằng bển thao mà chế thuốc luôn nha. Rồi giờ vào bên trong để cho cái bột quy lửa vào thôi là có thể tạo ra được thuốc sức mạnh rồi đó các bạn. Đó, nó sẽ tạo thành thuốc vụn về. Khi đó mình sẽ cho vào một cái bột quy lửa nè. Đấy. Ngoài ra nếu các bạn muốn cho những loại thuốc này thành thuốc ném thì có thể cho thêm mấy cái bột thuốc súng vào nha. Ở đây thì chắc mình sẽ làm cái thuốc uống thôi, để chúng ta có thể tái sử dụng lại những cái loại các bạn ơi. Ở trên thì chắc mình sẽ đổi mấy cái que thành cái bột luôn đi. Mình sẽ cho vào trong đây. Đó, nó đã tạo thành chất đốt rồi kìa. Rồi thuốc sức mạnh đã xong. Bây giờ mình sẽ tăng thời gian của nó lên bằng cách cho redstone vào. Đó, như vậy thì nó sẽ tăng lên thành 8 phút nha các bạn. Và ở trên thì mình sẽ chế tạo thuốc tốc độ đi, tại vì mình khá là thích thuốc tốc độ luôn các bạn ơi. Nó sẽ giúp mình chạy rất là nhanh đây. Ở đây mình sẽ làm hai lọ thuốc tốc độ luôn, hai cái dàn pha thuốc tốc độ chứ. Đây mình sẽ cho búa vào nè, cái này cũng cho búa vào, sau đó thì đợi thôi. Ngoài ra thì mình cần phải thu hoạch thêm búa địa ngục nữa. Ở đây mình có một ít vô nè, sẵn tiện thu hoạch luôn các bạn ơi. Và sau đó thì mình sẽ trồng lại mấy cái búa cái đã. Đấy, trồng lại như thế này. Xong, rồi bây giờ mình sẽ vào trong rồi bỏ mấy cái mía đường vào thôi. Đó, nó đã tạo thành thuốc vụn về nè, cho mía đường vào. Cho mía đường vào đây luôn. Đấy, và ở dưới thì nó đã xong cái mẻ thuốc đầu tiên rồi nè các bạn ơi. Mình được 3 lọ thuốc sức mạnh rồi. Thuốc nấu xong thì mình sẽ cho vô cái rương này đi. Đó, hoặc cái rương giữa cũng được. Đây, cho vô cái thùng luôn. Đó, được 3 lọ thuốc rồi. Ngoài ra mình cần thuốc gì nữa không nhờ? Mình có thể làm thuốc hồi máu ấy. Mình sẽ đổi những cái hạt vàng này, đổi ra những cái hạt vàng các bạn ơi. Đây, mình sẽ đổi hết ra hạt vàng luôn. Sau đó mình sẽ tạo thành những cái miếng dưa hấu vàng như thế này. Đó, để chúng ta có thể làm thuốc hồi máu nha. Mình nghĩ chắc tầm 3 lọ thuốc hồi máu là được rồi đó các bạn ơi. Không cần quá nhiều đâu. Và thuốc hồi máu thì mình nghĩ là mình sẽ tạo thành thuốc ném ấy. Tại vì khi mà mình đánh nhau với rồng Ender lúc mất máu nhiều quá thì mình có thể dùng liền cái thuốc hồi máu để có thể tiếp tục chiến đấu đấy các bạn ơi. Và mình cần một ít cái bột thuốc súng như thế này nè. Để mình coi coi. Ngoài ra khi chiến đấu thì các bạn nên đem theo một cái đầu bí ngô được khắc nha, để tránh những con enderman đánh đấy các bạn ơi. Rồi giờ thì mình sẽ đợi cho nó thành thuốc vụn về trước cái đã. Xong, đó, được thuốc vụn về rồi. Cho cái lát dưa hấu được lát dưa hấu lấp lánh. Đó giờ mình cứ gọi là dưa hấu vàng được các bạn ơi. Thì ra cái này tên chính xác của nó là lát dưa hấu lấp lánh nha. Rồi cái này đã thành thuốc nhanh nhẹn rồi. Giờ mình sẽ cho redstone vào để tăng thời gian của nó lên nha. Đây, cho nó tăng thời gian lên. Và trời thì cũng sắp tối rồi. Nhưng mà ở đây thì mình đã cắm đuốc khá là nhiều rồi, thành ra nó cũng ít quái ở gần đây các bạn ơi. Thuốc hồi máu tức thì rồi nè. Mình có nên tăng cái độ hồi máu nó không nhờ? Tại vì mình có thể dùng bột phát sáng nè các bạn ơi, để tăng thành cái thuốc hồi máu tức thì 2 ấy. Thì khi đó nó sẽ hồi được nhiều máu hơn. Không biết có được không nữa. Hy vọng là sẽ được nha.
Rồi giờ thì mình đã được thuốc nhanh nhẹn rồi nè. Nó được hai mẻ thuốc nhanh nhẹn luôn. Rồi mình sẽ cắt vô đây trước. Cắt vô. Rồi được hai mẻ thuốc nhanh nhẹn. Tiếp theo mình sẽ làm thuốc gì ta? Để mình xem coi. Thuốc nhanh nhẹn, thuốc hồi máu rồi nè. Ồ, có cần thuốc nhìn trong bóng đêm không nhờ? Ồ, thuốc nhìn trong bóng đêm cũng khá là tốt đấy các bạn ơi. Ồ, cũng có thể mình sẽ làm thuốc nhìn trong bóng đêm đi. Đó, cho cái này vào. Sau đó cho bú đường ngục vô. Bú đường ngục vô. Đó. Và cái này thì nó đã nè, thành thuốc hồi máu thuốc thì 2 rồi nè các bạn ơi. Mình có thể cho bột thuốc súng vào để thành hồi máu thuốc thì có thể ném được ấy các bạn. Khi đó thì mình có thể ném ra vòi máu nhanh hơn. Yeah. Giờ thì đợi cho nó nấu thông thôi. Ngoài ra mình cần thêm TNT các bạn ơi. Tại vì cách chiếc gồng của mình là mình sẽ phá những cái trụ bằng TNT ấy. Để mình coi coi trong cái thùng redstone của mình nó còn mấy cái quả TNT không có đã. Để mình còn sử dụng nữa. Để không cần phải chế tạo thêm đấy các bạn ơi. Mấy chỗ tối tối thì mình cắm thêm đuốc. Đây mình có hai quả à. Vậy là mình cần phải chế tạo thêm TNT rồi đó các bạn ơi. Không biết hai thứ này có làm được chưa ta. Nè được rồi nè. Ồ vậy là cần thuốc súng với cát thôi các bạn ơi, chứ không cần sỏi. Wow vậy là mình cắt mấy cái này đi. Một chừa một cát thôi. Mình chế tạo khoảng mười mấy quả là được rồi. Không cần quá nhiều đâu các bạn ơi. Tại vì TNT hơi nguy hiểm ấy. Thành ra mình không muốn chế tạo nhiều quá đâu. Và bây giờ mình cũng hết mấy cái thuốc súng mất tiêu rồi. Để coi coi gần đây còn con Ripper nào không. Mình còn có 4 quả à, trong kho được thêm 2 quả nữa thì phải đúng không nhờ. Ồ vậy là mình được 6 quả các bạn ơi. 6 quả hả. Mình sợ 6 quả này thì không phá hết mấy cái end portal đâu. Ồ ở đó có mấy con skeleton kìa. Wow cầm cái cung xịn luôn. Ui. Cầm cung xịn hả. Cầm ui da trời. Cái bộ giáp của mình khá là yếu các bạn ơi. Chắc mình phải sửa bộ giáp cũ của mình rồi. Bộ giáp của mình hiện tại thì chưa có được enchant ấy. Ui. Ui nó bắn ngay đầu mình luôn kìa. Ui nó bắn ngay đầu mình hai mũi luôn. Ok giờ thì đi vào trong. Chắc sẽ sửa cái bộ giáp lại nha. Tại vì bây giờ mình cũng có khá là nhiều kinh nghiệm từ việc AFK ở dưới cái chỗ farm zombie các bạn ơi. Rồi bây giờ thì vào lấy nốt cái mẻ thuốc thôi. Vậy là được thêm 6 quả TNT rồi nè. Ngoài ra thì mình cần phải có một cái cung xịn xịn nữa. Để mình coi coi. Hồi máu tức thì nè. Cái này mình chưa nấu kịp à. Để một tí mình nấu thuốc sau đi. Giờ thì mình sẽ sửa bộ giáp trước nha. Đây nè, đây chính là bộ giáp cũ của mình nè các bạn ơi. Nó khá là mạnh luôn. Nhưng mà có điều là nó hư mất gần hết rồi. Giờ mình sẽ cắt mấy đồ chế thuốc vào trong đây trước cái đã. Rồi sau đó thì mình sẽ gỡ bộ giáp này xuống nha. Lấy cái nón xuống nè. Lấy cái áo xuống. Lấy cái quần xuống và lấy cái ủng xuống. Nó hầu hết đều có dòng bảo vệ 4 nè các bạn ơi. Mũ bảo vệ 4, bảo vệ khỏi lửa và trầm hỏng. Áo bảo vệ 4, quần cũng bảo vệ 4 luôn. Dưới bảo vệ khỏi bùng nổ các bạn ơi, khá là tốt. Bây giờ mình sẽ đặc biệt là đôi giày này, nó có cái dòng mà bảo vệ khỏi sát thương khi rơi 4 luôn các bạn ơi. Thành ra khi mình té xuống thì nó sẽ mất ít máu hơn ấy. Giờ mình sẽ sửa hết luôn nha. Mình sẽ sử dụng bộ giáp cũ này để sửa cái bộ giáp mới á các bạn ơi. Như vậy được không nhờ. Vậy thì mất 16 kinh nghiệm. Gì thì rẻ hơn nè các bạn ơi. Nhưng mà nó vẫn giữ nguyên mấy cái dòng nè. Vậy là mình sẽ enchant như vậy nha. Mình nên đổi tên không nhờ. Mũ. Có nên đổi tên không ta. Ok chắc tạm thời thì mình chưa cần đổi tên đâu các bạn ơi. Tại vì đổi tên nó sẽ mất thêm kinh nghiệm ấy. Vậy là mình sẽ để như vậy. Nó sẽ mất 4 kinh nghiệm nha. Mình đã được một cái mũ khá là xịn rồi. Mà full độ bền luôn. Lúc đó chiến đấu sẽ không sợ bị hư giáp các bạn ơi. Và tiếp theo là cái áo nè. Để mình đổi lại coi. Đổi vậy thì mất hết 8 kinh nghiệm các bạn ơi. Vậy là các bạn nên để cái giáp có dòng enchant ấy ở phía trước. Còn cái giáp bình thường ở phía sau thì nó sẽ tốn ít kinh nghiệm hơn nha. Mình đã được cái áo rồi nè. Tiếp theo là cái quần kim cương. Cái quần kim cương thì mình nghĩ sửa giày thì hơi phí nha. Tại vì cái quần này mình còn gần full độ bền mà. Chắc mình sẽ sử dụng kim cương đi nhờ. Hay là sửa luôn ta. Ok chắc sửa luôn đi các bạn ơi. Đó, để gì luôn đi. Hầu hết mấy món này sửa đều tốn 4 kinh nghiệm thôi các bạn ơi. Cái quần thì có 3, cái ủng thì có 3 kinh nghiệm thôi các bạn ơi. Rất là rẻ luôn nè. Yeah. Là mình đã được một bộ giáp full độ bền luôn. Rồi tầm này là ổn rồi. Tiếp theo thì mình cần phải làm một cái cung để có thể bắn đó các bạn ơi.
Mình thì có ít mũi tên quá à. Và mũi tên thì mình để bên cái chỗ tập bắn hết hay sao á? Và bây giờ thì mình cần phải lấy thêm chỉ nè, để chế tạo một cây cung xịn xịn một xíu nha. Đây mình có mấy cái sợi chỉ đây, và cần một ít que nữa. Que thì mình thôi ở đây có mấy cái ván nè, mình sẽ sử dụng một nốt luôn đi. Đấy, mình sẽ sử dụng mấy cái que như này và craft một cây cung. Đó, được một cây cung rồi, sau đó mình sẽ enchant luôn nha các bạn. Chứ cung thường thì nó khá là yếu ấy. Và mình cần lưu ly nè. Đó, bỏ vô. Vô hạn, yay. Đúng cái dòng mình cần tìm luôn các bạn ơi. Cái dòng này sẽ giúp mình bắn mà không chỉ cần một đúng một mũi tên thôi ấy. Ô, hấp dẫn chưa. Rồi, boom. Và được chậm hỏng 3 các bạn ơi. Wow, rất là tốt luôn nha. Và hiện tại thì mình được một cuốn sách sức mạnh 4 nè. Được. Vậy mình sẽ ép lại thêm cái dòng sức mạnh này nè các bạn ơi, để tạo thành cái dòng sức mạnh 5 ấy. Khi đó thì cây cung của mình sẽ rất là mạnh luôn. Vừa vô hạn mà được thêm sức mạnh 5 thì tuyệt vời biết mấy các bạn nhờ. Rồi, ép hai cái quyển sách này lại sẽ tốn 5 kinh nghiệm. Wow, hơi mắc nha. Ok, chơi luôn. Đó, sau đó mình sẽ ép tiếp vào cây cung của mình, tốn thêm 6 kinh nghiệm nữa. Vậy là mình đã được một cây cung chậm hỏng 3, vô hạn và sức mạnh 5. Yay. Giờ thì mình còn thiếu cái dòng gì ta? Thiếu dòng dòng lửa thôi, tại vì mình muốn mình có cái cuốn sách lửa ở bên trong kho luôn hay sao ấy. Vậy là mình có thể có được một cây cung siêu VIP luôn rồi các bạn ơi. Có đầy đủ những dòng mà mình cần luôn ấy. Đó, được, chỉ là ép vô thôi. Ngoài ra thì mình đang định là sẽ chế tạo cái mũi tên sức mạnh ấy các bạn ơi. Nhưng mà không biết có sử dụng được không nữa. Tạm thời thì mình sẽ ép cái quyển sách này vào cây cung trước cái đã. Yeah, cây cung xịn chưa kìa. Có được 4 dòng luôn các bạn ơi, toàn là dòng VIP thôi. Đó, lấy luôn. Rồi, vậy là có một cây cung để sử dụng rồi. Tính tên. Rồi, bây giờ mình sẽ làm một cái vạc nha, để chúng ta có thể cho cái thuốc vào các bạn ơi. Vạc thì cần sắt đúng không? Đây mình có sắt nè. Mình sẽ chế tạo một cái vạc như thế này. Đó, được một cái vạc rồi. Sau đó thì mình sẽ đặt nó xuống đây. Và mình cần cho vào đây những cái lọ thuốc các bạn ơi. Không biết có được không nữa. Để mình coi. Mình có mấy lọ thuốc ở đây nè. Thuốc sức mạnh. Đó. Cho vô đây không được các bạn ơi. Không biết làm sao để cho những cái lọ thuốc này vô đây nha. Mình đang định là cho cái thuốc sức mạnh vào đây để chúng ta có thể chế tạo những cái mũi tên ấy. Như vậy thì cũng không được luôn. Hay là phải cho nước vô trước ta. Để mình thử coi. Vậy cũng không được luôn các bạn ơi. Vậy làm sao để lấy được mũi tên sức mạnh ta. Mấy bạn nào mà biết cách để chế tạo mũi tên sức mạnh ấy thì đừng quên comment ở dưới nha. Tại vì mình hiện tại mình muốn sử dụng mũi tên sức mạnh để bắn cho nó rây được nhiều sát thương hơn ấy. Nhưng mà không sao đâu, hiện tại thì cũng khá là đủ đồ rồi. Một cây cung siêu VIP nè. Và mình sẽ cắt vào đây một mũi tên để khi đó sử dụng mấy các bạn ơi. Ngoài ra thì mình cần những cái thang leo. Đúng rồi, mình sẽ leo lên những cái trụ ở dưới The End đấy các bạn ơi. Và đánh những cái and crystal ấy. Đó, những cái viên pha lê and. Rồi giờ mình sẽ lấy những cái que trong đây nè. Và đổi ra hết như thế này. Và chế tạo những cái thang leo thôi. Đó, thang leo đâu ta? Đó, thang leo. Mình sẽ chế tạo vài stack luôn đi, tại vì mình có rất là nhiều tre luôn các bạn ơi. Giờ mình tha hồ mà sử dụng ấy. Đây, mình sẽ tìm cái công thức cái que cái đã. Que đây, đó, đổi hết ra luôn. Như thế này. Như thế này, đó anh chị mà mình còn xài không hết mấy cái tre trong rương kìa. Rồi, đổi hết cho mấy cái thang leo nha. Đây, được 51 cái thang leo luôn. Hai stack mấy luôn chứ không phải là 51 các bạn ơi. Hai stack mấy luôn. Họ tha hồ mà sử dụng nha. Và bấm cái nút. Tưng 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 tưng. Yeah. Khi mà mình vào cái nhà này thì mình rất thích nghe nhạc của cái mấy cái nốt nhạc ở dưới các bạn ơi. Nghe lại lần nữa nè. Tưng 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 tưng. Yeah. Rồi hiện tại thì chỉ mới có một bài thôi, sắp tới mình sẽ cố gắng có thêm nhiều cái giai điệu cũng như là bài khác nha. Rồi giờ thì coi như đây chắc cũng khá là đầy đủ đồ để đánh rồng rồi. Ngoài ra mình còn thiếu các bạn ơi, thiếu những quả táo vàng. Đó, những quả táo giúp chúng ta có thêm máu này cũng như là hồi máu ấy các bạn ơi. Đây mình sẽ cắt mấy cái thang leo vô khoảng 2 stack đi. Còn này thì mình chừa để nhiều khi mình cần ấy các bạn ơi. Cắt vô đây nè.
Đó, rồi bây giờ thì đi lấy vàng và chế tạo những quả táo vàng thôi. Vàng thì mình có nung sẵn để trong cái chỗ nấu đồ rồi. Bây giờ chỉ việc vào trong và lấy ra và sử dụng thôi các bạn ơi. Đó, lấy khoảng một stack hay nhiêu nhờ. Ok, lấy khoảng 2 stack đi. Đó, lấy khoảng 2 stack rồi vào trong để chế tạo những quả táo vàng nha. Táo thì mình có rất là nhiều khi mà mình chặt những cái cây gỗ sồi cũng như là gỗ sồi sẩm các bạn ơi. Ngoài ra những cái cây gỗ rừng thì nhiều khi cũng gây ra táo nữa. Rồi, giờ mình sẽ lấy táo trong đây. Đó, mình có 24 quả táo luôn. Rồi, giờ thì chế tạo táo vàng thôi. Đây, 16 quả. Ồ, 16 quả có nhiều quá không ta? 16 quả là tốn hết 2 stack của mình. Ồ, 16 quả táo quá. Ồ, mình nghĩ chế tạo tầm 5 đến 10 quả thôi các bạn ơi. 16 thì hơi dư ấy. Mình sẽ chế tạo khoảng 10 quả đi. Đó, 10 quả táo vàng nha. Mình còn chừa vàng để làm ở nhiều việc khác nữa các bạn ơi. Đánh rồng thì mình nghĩ 10 táo là 10 trái táo vàng là hơi bị dư rồi đó. Rồi, cắt táo vàng vô đây nè. Ngoài ra muốn kích hoạt được những cái quả TNT thì cần phải có đốt redstone nữa. Đây, mình sẽ cho đốt redstone vào đây là 6 cái đốt redstone nè. Để tương ứng với 6 quả TNT các bạn ơi. Ngoài ra cần một cái đầu bí ngô được khác nữa đúng không? Đó. Và hiện tại thì mình định làm một cái rương Ender từ cái ngọc Ender này nè các bạn ơi. Nhưng mà mình nghĩ là không được đâu. Tại vì mình mới có 2 cái ngọc Ender và mình cần thêm 7 cái ngọc nữa cơ. 7 cái ngọc chắc bây giờ mình phải đi tới ngôi làng để biến anh dân làng bình thường ấy là thành anh dân làng linh mục các bạn ơi. Tại vì anh dân làng linh mục thì có thể trao đổi được những cái ngọc Ender ấy. Có tỷ lệ thôi chứ không phải là anh nào cũng đổi được. Rồi ok, chắc bây giờ mình sẽ cắt đồ rồi đi qua ngôi làng và biến mấy anh dân làng thường thành những anh dân làng linh mục nhá. Ok các bạn ơi, mình đã đi tới ngôi làng rồi đây. Và đặc biệt hơn khi mình quay lại sau ấy thì mình đã phát hiện những cái con cá đây nè các bạn ơi. Mình đang cần cá để trang trí cái hồ ấy. Đó, tranh thủ ở đây thì mình sẽ bắt cá về luôn nha. Ở đây có 4 mấy cá nè, không biết cá gì đây. Ui, vậy là phải cần cái xô nước trước các bạn ơi. Đây đây, bắt cá nè, yeah. Được cái thành tựu luôn kìa các bạn ơi, chiến thuật câu cá. Ồ, được. Bắt thêm một em nữa. Rồi, hiện tại thì mình có được 3 xô cá rồi. Mình cần chế tạo thêm một cái xô nữa bắt nốt em kia luôn nha. Đó, càng nhiều cá thì càng tốt các bạn ơi. Và khi nào mình ra biển thì mình sẽ cố gắng bắt thêm thật là nhiều loài cá khác để trang trí cái hồ nha. Rồi, giờ chị chế tạo nốt một cái xô nữa là chúng ta có thể đem về 4 cái cá. Cái này là cá hồi. Wow, ở cái sông như vậy mà lại có cá hồi luôn á. Được. Rồi, cái cá đó đâu ta? À, đây. Ngoài ra ở đây thì có mấy bé bò và bé cừu nè. Sống trên đảo luôn à. Cái này kiểu như là một cái cồn vậy đó các bạn ơi. Nó nổi trên mặt nước với một ngòi đất nhỏ thôi. Ngoài ra thì mình cần phải đem theo những cái lá súng này về nè. Ở nhà mình thì cũng có một ít cái lá súng thôi các bạn ơi, từ việc áp ca câu cá ấy. Rồi, sau khi mình đã ngủ thì mình sẽ đi vào ngôi làng nè. Và mình cần phải chế tạo một cái giàn pha thuốc nữa để biến những anh nhân làng chưa có nghề các bạn thành những anh nhân làng linh mục nha. Tại vì phiên bản mới này mình có thể dạy nghề cho mấy ảnh ấy. Và anh nhân làng này là... để coi. Thợ công cụ. Bây giờ dân làng đổi đồ đá luôn à. Nhưng mà rẻ lắm các bạn ơi, chỉ có một emerald thôi. Nhưng mà mình nghĩ như vậy thì cũng là hơi mắc rồi. Tại vì đồ đá chế tạo rất là rẻ luôn. Chỉ cần đi chặt gỗ rồi đào một ít đá là được à. Anh này chưa có nghề nè, để mình thử với anh này coi. Các bạn thấy chưa, khi mình đặt cái này xuống ấy là anh sẽ thành anh nhân làng linh mục rồi nè. Và bây giờ mình cần thịt zombie đúng không? Mình quên đem thịt zombie rồi. Căng nha. Ok, chắc bây giờ mình sẽ quay về nhà để lấy thịt zombie nha các bạn. Từ cái chỗ farm zombie của mình ấy. Và mình coi. Anh này thì anh đổi băng nè, anh nhân làng lang thang các bạn ơi. Và anh này thì mình đổi hôm bữa rồi, không có đổi ra được cái ngọc Ender này. Tại vì mấy anh chỉ có tỷ lệ đổi ở những cấp cuối là những cái ngọc Ender các bạn ơi. Nhưng mà không sao đâu, bây giờ mình sẽ quay về nhà để lấy thịt zombie rồi quay trở lại ngôi làng nha. Ok các bạn ơi, mình đã trở lại ngôi làng rồi đây. Nhưng mà bây giờ trời cũng tối mất tiêu rồi. Mình sẽ tạm thời ngủ dưới gốc cây làng cái đã. Rồi sáng thức dậy chúng ta sẽ tiếp tục đi tìm cái anh nhân làng linh mục rồi trao đổi với ảnh nha. Nãy giờ không biết ảnh chui vô cái nhà nào ảnh ngủ nè. Để qua đây mình tìm cái đã. Nhà này có không? Nhà này không có nè.
Tạm thời mình lấy lại cái vàng pha thuốc đi để một hồi mất tiêu nữa thì ổn lắm ấy, tại vì mình phải tốn một cái gậy quỷ lửa ấy. Rồi giờ mình sẽ đi tìm ảnh coi phải ảnh này không. Anh này luôn nè các bạn ơi. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu đổi dạng nha. Đó, đổi thật là nhiều luôn các bạn ơi, để cho ảnh lên cấp nữa thì ảnh mới có thể cho mình nhiều cái món đồ mới hơn. Đó, ảnh đã lên cái ganh sắt rồi nè. Rồi tiếp theo thì ảnh cần đổi thịt zombie. Mình đổi thịt zombie đi. Thịt zombie ảnh hết chịu đổi rồi. Là mình tới tiếp theo mình sẽ đổi vàng lấy ngọc lục bảo á. Cũng được luôn, tại vì nó cho mình khá là nhiều kinh nghiệm ở cái thanh này nè các bạn ơi. Đó, lấy luôn lấy luôn. Rồi một cục nữa. Đổi gì ta? Luli lấy ngọc lục bảo thì mình thấy, lục bảo lấy ngọc luli thì mình thấy nó hơi lỗ các bạn ơi. Một lục bảo đổi một luli thì mình thấy hơi lỗ ấy. Ok tạm thời lấy luôn đi. Được không ta? Thôi lấy vàng đi, vàng mình có khá là nhiều nè. Rồi giờ thì đợi cho anh reset tiếp thôi. Đó, mình mua đồ của anh này mà anh này cũng lại nè. Rồi tiếp theo là anh cần đổi mấy cái đá phát sáng này các bạn ơi. Cũng được ấy, mình sẽ đổi 4 cái ngọc lục bảo để lấy một cái cục đá phát sáng nha, để có gì mình còn đem về trang trí nữa. Rồi một lần nữa và đổi cái này đi. Rồi xong, giờ thì đợi anh reset tiếp thôi, hy vọng sẽ ra cái ngọc ender nha. Boom nè vậy. Được rồi các bạn ơi, anh ta đã đổi cái ngọc ender rồi nè, và bây giờ anh đang giảm giá cho mình. Anh bán một ngọc ender với giá có 4 emerald thôi. Đó, cũng khá là rẻ. Mình sẽ mua khoảng 5 cái ngọc đi. Đó, 2 3 4. Đợi cho anh reset tiếp coi, để coi cấp cuối cảnh ra cái gì nha. Cấp cuối đây coi anh tới ganh kim cương rồi nè. Rồi cấp cuối anh bán bình kinh nghiệm. Và anh còn đổi cái búa địa ngục nè các bạn ơi. Cái này mình có thể farm thật là nhiều mấy cái búa địa ngục ấy, rồi qua đổi cho ảnh để lấy emerald về sử dụng nè. Rồi mình sẽ lấy thêm một cái ngọc nữa đi. Ở nhà mình có 2 cái ngọc rồi các bạn ơi. Đó, vậy là mình đã đủ ngọc để lắp đầy cái cổng kết thúc rồi. Ngoài ra thì mình cần chế tạo thêm cái rương ender ấy. Cho nên mình sẽ đổi thêm 2 cái ngọc nữa để chúng ta có thể chế tạo được một cái rương ender nha. Nhưng mà bây giờ ảnh hết chịu đổi rồi nè. Có lẽ ảnh hết cái ngọc ender các bạn ơi. Nhưng mà không sao đâu, dù sao thì ảnh cũng cho mình mấy cái ngọc ender được 6 cái ngọc ender rồi. Rất là hay luôn nha, cảm ơn anh nha. Rồi giờ mình sẽ quay về nhà thôi các bạn ơi. Và không biết anh có reset mấy cái thịt chưa ta? Vẫn chưa đổi được. Ok, đợi khi nào anh đổi được mấy cái thịt zombie thì mình sẽ quay lại và đổi với ảnh nha. Để coi anh bên đây anh cũng đổi thịt zombie nè, qua đây ủng hộ ảnh với các bạn ơi. Ảnh đâu ta? Đây. Đó, đổi với ảnh luôn để lấy thêm emerald về sử dụng thôi các bạn ơi. Ok các bạn ơi, nãy giờ thì cũng đã ủng hộ hai anh nhân làng linh mục rồi. Để coi anh nhân làng lang thang này có đồ gì xịn xịn không nha. Anh đổi băng nhưng mà băng mắt quá à. Băng xanh này mình có thể đào được ấy, tại vì hiện tại mình có một cái cúp mềm mại rồi, thành ra băng mình cũng có thể lấy rồi. Để coi mình có thể ủng hộ anh gì không ta. Cái bông này cũng khá đẹp này, bông hành tím á. Ok chắc mình sẽ ủng hộ anh một cái bông hành tím đi. Để có gì về mình đặt vô cái chậu bông các bạn ơi. Rồi ok, giờ thì chắc quay về nhà thôi các bạn ơi. Ok, bây giờ mình sẽ cho vào đây thêm 2 xô nước, là đã khá đầy đủ những cái vật dụng cần thiết cũng như là những trang bị để chúng ta có thể đánh rồng ender rồi. Ngoài ra nếu các bạn thấy mình còn thiếu gì ấy thì đừng quên nhắc mình ở dưới phần mô tả nha. Còn giờ thì chắc mình sẽ bắt đầu trang trí cái hồ của mình bằng mấy con cá nè, và cũng như là lấy thêm một ít cái rong biển ấy các bạn ơi. Ở đây mình có tảo bẹ nè, mình cần lấy thêm rong biển nữa. Ok các bạn ơi, hiện tại thì mình đang đi qua vùng đầm lầy để lấy một ít cái rong biển về nha. Đây mình sẽ dùng kéo và cắt mấy cái rong biển và mang về thôi. Đấy, để trang trí cái hồ của mình ấy. Và ngoài ra thì mình còn phải đi qua bên kia một xíu để dẫn bé mèo của mình về nữa. Hôm bữa mình có thuần phục một bé mèo phù thủy nhưng mà chưa kịp dẫn về các bạn ơi. Rồi giờ thì tranh thủ lấy một ít cái rong biển về luôn nha. Đây lấy thật là nhiều về. Lấy đây nữa. Rồi xong, và qua một bển để dẫn bé mèo về thôi. Và ngoài ra thì mình chưa kịp tìm mấy cái nhà của bà phù thủy nữa các bạn ơi. Tại thường thường có mèo phù thủy thì mình nghĩ sẽ có nhà của phù thủy ấy. Chắc hôm nay mình sẽ đi tìm luôn đi. Đó, và ở đây có một cái hang nè, nhảy qua. Và sau khi vượt khỏi cái sông này ấy, thì mình sẽ gặp một bé mèo. Đó, bé mèo của mình đó các bạn ơi. Mình có cắm đuốc ở đây để cho bé có thêm ánh sáng ấy. Rồi, giờ chắc mình sẽ lấy thêm ít nữa đi. Lấy thêm nhiều về nha. Rồi giờ thì quăng bển cho bé đứng lên và dẫn về thôi các bạn ơi. Hôm bữa mình gặp bé mèo ngay tại đây nè, không biết nhà bà phù thủy đâu ta.
Đây nè. Ồ, nó gần cái bên gần cái bên mà hôm bữa mình không tìm luôn ta. Ủa, bé mèo tay le kìa. Để coi coi bà phù thủy có ở đây không nhá. Ui, bà có nhà, bà có nhà. Ui, ngồi 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 đây nha. Tại vì mình lỡ từng phục mèo của bà rồi. Bà giận lên, bà quánh mình đấy các bạn ơi. Giờ mình sẽ tranh thủ lúc bà chưa thấy mình đánh bà luôn. Ui, bà bắn thuốc kìa, bắn thuốc kìa, bắn thuốc kìa. Đánh, đánh nè, đánh nè. Không cho hồi máu luôn. Ui, bà uống thuốc quá trời luôn rồi kìa. Ui, trời, trời. Ui, ui. Uống sữa, uống sữa, uống sữa, uống sữa. Ui, lẹ, 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 lẹ. Ây da, ây da, ây da. Lấy cái xô nước lại. Cho vô đâu, cho vô đây đi, rồi rồi, rồi. Lấy xuống liền, không thôi là bị trúng độc. Nhầm 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 nhầm. Rồi. May quá, may quá, may quá, cảm ơn. May mà gần mình có bé bò ấy, không thôi là pha đó mình bị trúng độc mà giật máu chết luôn ấy. Không đùa đâu. Ở đây có cái chậu bông nè, lấy luôn. Và đây là có cái vạc nhưng mà không có thuốc gì ở trong hết đây. Bả chưa kịp pha thuốc hay sao các bạn ơi. Ok, lấy cái vạc của bả về luôn. Rồi, như vậy thì mình đã có thể dẫn bé mèo về rồi. Đó, từ nay thì bé mèo sẽ không đi phải đi theo bà phù thủy kia nữa. Rồi, đi về thôi em ơi. Đó, rồi, đi về thôi. Chắc mình sẽ lấy thêm ít cái lá súng nữa các bạn ơi, tại vì hiện tại mình cũng có khá là ít cái lá súng ấy. Tranh thủ ở cái vùng đầm lầy có lá súng thì mình sẽ lấy thêm một mớ về nha. Ok, cảm ơn, mình đã về tới nhà rồi đây. Bây giờ mình sẽ bắt đầu thả những bé cá xuống đây. Vậy là cái hồ của mình đã có cá rồi. Tiếp theo thì mình sẽ đặt lên đây một ít cái lá súng nè. Đặt lá súng ở đây. Sau đó sẽ đặt mấy cái cỏ biển xuống để nhìn cho nó tự nhiên hơn ấy các bạn ơi. Và ngoài ra thì mình sẽ đặt thêm ít cái đá đóng rêu này, rồi đá cuội cũng như là đá phát sáng để cho cái chỗ này nó đẹp hơn nha các bạn ơi. Và ngoài ra thì mình cũng cần phải bỏ vô đây một ít cái tảo bẹ nữa đấy, để cho nó đẹp hơn. Ở đây mình có trồng ít cái tảo bẹ này các bạn ơi. Đấy, nhưng mà nó không có được nhiều ấy, tại vì ở đây nước khá là thấp, thành ra trồng tảo bẹ thu hoạch không có được nhiều đâu các bạn ơi. Đấy, nếu muốn các bạn có thể trồng ở nơi mà có nhiều nước hơn và nước nó sâu hơn ấy. Đây thì mình sẽ đặt một ít ở chỗ này nè, ở xen kẽ giữa những cái rong biển á các bạn ơi. Đây, đặt xuống nhiều nhiều một xíu. Và ngoài ra thì mình cần phải trồng thêm mía ở đây để cho nó đẹp hơn. Đây, mình sẽ đặt ở đây cũng như là ở đây mình có mía nè. Lại đây chặt một ít đi để trồng xung quanh cái hồ luôn đó các bạn. Để mình coi coi mình còn có thể đặt cái gì nữa không ta. Đúng rồi, mình có thể lấy những cái cục đá phát sáng các bạn ơi, đặt ở dưới hồ ấy thì nó sẽ rất là đẹp luôn. Đây mình có ba cục đá phát sáng nè, đặt ở dưới luôn nha. Tre thì trồng cạnh hồ được không ta. Tạm thời mình trồng mía trước đi. Đây, mía mình sẽ trồng ở đây, ở bên đây, ở bên đây cũng như là ở bên đây. Đó, vậy thì nó sẽ đẹp hơn nha các bạn. Và mình sẽ đặt thêm những cái đá phát sáng ở dưới này nè. Đập đào hơi hơi chậm nha. Đào ra, đặt xuống như thế này. Ở đâu nữa ta? Đặt trong mấy cái góc đi các bạn ơi. Ở đây nữa nè. Đó, cũng như là ở bên đây đây. Ở ba góc nha. Ok, ở đây một cục nữa nha. Rồi, như vậy thì nó sẽ thắp sáng được đều hết cái hồ luôn ấy các bạn ơi. Và ngoài ra thì mình cần phải làm những cái cục đá đóng rêu đi. Đó, mấy cái đá đó cũng rất là đẹp luôn. Đây mình có một cục sẵn nè. Và cái đá này các bạn có thể chế tạo bằng cách cắt những cái cọng dây leo nè các bạn ơi. Rồi, sau đó thì các bạn có thể chế tạo rồi. Đấy, chỉ cần một cục đá cuội và một cọng dây leo thôi là có thể craft được cái cục đá phủ rêu nha. Đây mình sẽ đặt ở dưới cái lòng hồ như thế này. Đặt xuống đây. Đặt xuống đây nè. Cũng như là đặt ở bên đây. Rồi, ngoài ra các bạn cũng có thể làm một cái dòng thác ấy, dòng thác nhỏ nhỏ thôi, rồi dẫn xuống cái hồ để làm cho những cái hồ của chúng ta nó đẹp hơn các bạn ơi. Ở đây thì mình không có chỗ thích hợp để đặt cái thác rồi, tại vì đây là cái khu bằng phẳng mà đặt cái thác thì sẽ không có thích hợp ở đâu các bạn ơi. Ui, cái này đào hơi nhanh rồi nè. Đặt ở đây và đặt xuống. Đó, cái hồ cũng khá là ổn rồi. Ngoài ra mình sẽ đợi cho những cái cục cỏ này nó lan dài xuống phía dưới thì cái hồ của chúng ta sẽ xanh hơn rất là nhiều luôn. Ok, tạm thời thì mình chỉ trang trí cái hồ sơ sơ như vậy thôi. Sắp tới nếu được thì mình sẽ trang trí thêm sau nha. Ok, cảm ơn ơi, như vậy trong ngày hôm nay thì mình đã chuẩn bị được những loại thuốc cần thiết cho việc đánh rồng Ender rồi. Và mình cũng đã chế tạo cũng như enchant một cây cung khá là mạnh luôn. Ngoài ra mình cũng đã sửa chữa bộ giáp để cho nó full độ bền lại để có thể chiến đấu với rồng Ender dễ dàng hơn các bạn ơi. Và ở tập sau mình sẽ đi vào thế giới của rồng và chiến đấu với rồng Ender thôi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những tập tiếp theo. Bye bye.